giáo lý trong nhà Phật thì biết điều này là không thế. Kính bạch thầy và nhà chùa giải đáp vấn đề này giúp con ạ. Con học giáo lý của nhà Phật chưa đến nơi đến chốn. Mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. A Di Đà Phật. Ở trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi. Cái khi mà cái người bệnh sắp mất hoặc là người Phật tử chúng ta tu hành ấy, một đời cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thấy người thân đã quá cố rồi mà đến được gọi cho chúng ta đi, hoặc là dắt chúng ta đi, hoặc mời chúng ta đi, chúng ta chưa có đi. Chúng ta đi như vậy không phải là đi gặp người thân chúng ta đâu, mà đó là gì? Oan gia trái chủ đấy. Kinh Địa Tạng nói đó chính là oan gia trái chủ. Nó hiện là người thân của chúng ta gì? Để về để lừa mình vào cái chồng thì nó mới gì? Nó mới báo oán được chứ. Oan gia trái chủ nó là lừa đấy. Như vậy thì nó mới báo oán được. Cái đấy là cái quan điểm của Kinh Địa Tạng. Cho nên người niệm Phật khi ra đi nhìn thấy người thân hoặc là người bạn bè hoặc là bố mẹ hoặc là ông bà hoặc là họ hàng cô bác đã mất rồi thì nhất định chúng ta thì không đi theo. Nhất định không đi theo. Đó đấy là người tu của chúng ta. Còn người không tu, nếu mà trước khi mất mà họ nói rằng thấy người thân đến rồi, bảo là gì? Là hoặc là bố chết rồi, hoặc mất rồi, hoặc mẹ chết rồi, hoặc cả bố mẹ đều chết rồi. Như trường hợp này thì nói là thấy bố mẹ về đứng trên đầu giường và dẫn anh trai của mẹ đi, tức là bác của Phật tử này đi á, và không bao lâu sau thì ông bác ấy mất thật. Tại như vậy thì ở đây thì không khẳng định là 100% là oan gia trái chủ, nhưng cũng phải 80-90% là gì? Oan gia trái chủ hiện hình như vậy. Còn khoảng 10-20% là có thể là chính người thân chúng ta thật. Những người thân chúng ta thật, cái điều này thì rất khó để xảy ra. Vì chúng ta biết nếu mà cả hai ông bà mà cùng mất rồi thì chắc chắn rằng ở dưới quay âm nó không có cái chuyện là hai người cùng ở dưới kia được hết đâu. Nó tùy theo nghiệp của mỗi người. Không phải là cái xuống đó là gì, là gặp nhau dưới đó lại đoàn tụ gia đình ở dưới đó, là không có cái chuyện đó. Ít khi xảy ra cũng có, nhưng mà gì, hãn hữu và ít khi xảy ra. Trừ những người mà xuống đó để làm quan ở dưới quay âm mới được. Đó là quan ở dưới địa phủ đó. Và họ được gì, họ cũng có phúc báo. Và họ được đoán xuống đó để làm quan, họ mất đi được làm quan ở dưới kia thì có thể mới gì. Mà hai người vợ chồng ở trên nhân gian này đều tu nhân tích đức, nhưng mà chưa đủ phúc thiện để lên quái trời hay tái sinh làm người có phúc báo đời sau hoặc về quái Phật vân vân, thì họ ở dưới quái âm ti, quái địa phủ đó, họ làm quan ở dưới đó. Thì cái trường hợp như thế, cả hai vợ chồng đều có phúc tương tự như nhau mới có thể gặp nhau dưới đó và chung sống với nhau ở dưới đó. Cái điều đó thì có nhưng mà rất hiếm. Còn phần lớn là gì, nghiệp ai làm người nấy chịu. Cho nên cái trường hợp này thì tôi mới nói đến 80-90% là do oan gia trái chủ. Nó hiện lên như vậy theo tinh thần của Kinh Địa Tạng. Và Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy trong kinh có điều đó. Phật tử này nên gì? Nên về đọc lại Kinh Địa Tạng hoặc nghe giảng Kinh Địa Tạng sẽ thấy cái điều đó. Chứ còn những bộ kinh Đại Thừa khác thì Phật không dạy về cái điều đó nhiều. Ví dụ Kinh Pháp Hoa, Phật dạy chúng ta tu để thành Phật chứ không phải dạy về cái vấn đề đó. Hay là Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy về gì? Về các pháp môn cho các vị Bồ Tát. Hoặc là Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy cho những người gì? Cho những bậc là chân chính dụng tâm tu tập, tức là một gì? Một cái phương pháp, dạy cho những cái phương pháp tu hành rất là gì? Là cao. Còn Kinh Địa Tạng là phổ cập ba căn, Bồ Tát thì học cũng được, hàng tiểu thừa trung căn học cũng được, còn hàng Phật tử gì mới vào đạo thì học cũng được. Đó. Cho nên Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rất rõ về những cái giáo lý về nhân quả, về đạo đức, về hiếu hạnh, cũng như về gì? Về con người chúng ta trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết phải làm như thế nào. Đó, Phật tử nên học lại kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chứ phải về Phật tử này nói nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.